Hello và xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là Jigger và chào mừng quay trở lại với Happy Room căn phòng hạnh phúc. Hôm nay chúng ta có một cái đội hình rất là hay và mình muốn cho các bạn xem một đội hình dùng để uh, tiêu diệt tất cả cái bọn này. Và uh, cái đội hình này thì uh, mình đã suy tính một thời gian và mình thấy là có vẻ khá hợp lý. Tức là nếu chúng ta làm như thế này, bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem, mình sẽ xây dựng đội hình cho các bạn xem. Ok, đây là đội hình của mình. Yeah, tức là cái lý thuyết sẽ như này, con này lơ rơi trên này, lao xuống đây và chui cái hố này. Sau khi chui cái hố này nó sẽ ngược lại cái hố này lại rơi tiếp tục xuống đây và rơi tiếp tục hố này. Đấy là cái ý tưởng của mình. Và trước khi mà chúng ta bắt đầu thử những đội hình này thì các bạn đừng quên nhấn nút like phía bên dưới và comment bất cứ thứ gì các bạn muốn thì mình sẽ tìm và mình sẽ trả lời từng comment một. Ok. Và yeah, chúng ta cùng bắt đầu thử đội hình này luôn. Rồi, sẽ nào ok ok rồi chuẩn rồi rồi tiếp tục U -u -u -u. rồi tiếp tục ok một nghìn tám trăm gần hai nghìn gần hai nghìn tấn công rồi gần hai nghìn đang rồi nghìn chín trăm hai nghìn rồi hai nghìn các bạn ơi yes rồi vẫn tiếp tục rồi, vẫn tiếp tục hai nghìn một trăm rồi đội hình có vẻ khá hợp lý Tiếp tục nào oh, chúng ta có làm 10 cái teleport này Yes, thêm một đúng tiền ha <laughs> ha Tuyệt vời, có thêm tiền là càng tốt Oh shit Rồi Rồi tiếp, rồi tiếp, rồi tiếp Rồi oh, oh, nó mắc à oh, không oh, bây giờ rơi ra ngoài rồi Ok, được rồi, mình suy tính lại có đội hình nào hợp lý hơn không nhá Được rồi, để xem này nó có hiệu quả hơn không các bạn nhá Aha rồi à mình đã chọn ra được người trúng thưởng nhé à, nhưng mà mình sẽ để cái công bố thế cuối video các bạn nào đang muốn xem ai trúng thưởng cái khi game này thì hãy xem cuối video để xem ai trúng thưởng nhá ok oh hà vậy chúng ta phải để dịch cái này xuống một chút làm sao để để dịch cái này xuống nhỉ hmm. làm sao đây không ổn rồi các bạn ạ Chúng ta phải làm thế nào để nó trôi được vào đấy cơ Nên có vẻ nó toàn trôi xuống dưới này Nếu mà chúng ta để cái mìn ở phía dưới thì sao Hoặc là cái gì đó có thể bắn lên được Một thứ gì đó có thể bắn từ dưới được hoặc cái mìn Mình đang nghĩ Cái mìn dưới này thì sao Thứ nó thử nó nào Ok tốc độ 2 Rồi Rồi Ok Rồi Oh. oh! Vẫn được, vẫn được, vẫn được Tiếp tục Yes Ui, 3.000 Vượt kỷ lục các bạn ơi What? <laughs> What the fuck? Yeah, thêm cái mới, dìu What? Oh, nó dùng rồi Oh, nó chỉ đến thế thôi Được rồi, được rồi Nhưng mà vậy là chúng ta đã phá được kỷ lục cũ Và bên chúng ta có thêm cái mới là cái dìu Ờ, uh, ok Cái dìu như thế nào mình không biết nữa Uh, mình sẽ phá bỏ cái thế nào rồi nó bỏ bước cái này đi rồi mình đang nghĩ sẽ làm như thế nào hợp lý nhất đó như vậy và sau đó thì chúng ta sẽ làm như thế nào nhỉ trên trần nhà chúng ta sẽ có cái dìu cái vũ khí mới u uh. ghê vậy wow wow không thể ngờ được ok đặt lại cái này trên này đó đặt lại cái này đây rồi thử lại xem nào còn 600 nữa mình đang nghĩ mình nên làm cái gì 600 đấy có lẽ là mua vài cái súng mình đang nghĩ mình mua vài cái súng yeah, sẽ mua vài cái súng đi vài cái súng nhưng mà Nó không thể mua thêm gì vì chúng ta không có đủ tiền súng ở đây sao súng cắt một đây không? súng lắp đây yeah đấy thì được đấy trên trần thì không được nhưng ở đây có thể được nó như vậy nó rơi xuống nó sẽ bị bắn 162 Mình có thể lắp một cái cùng đấy nữa Để tăng được cái gì để tăng Ôi Ô không 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 Cái dìu đặt hơi hơi cao một tí Mình đặt cái dìu xuống thấp một tí Đó như vậy Thế yeah. à Ui Ô nhưng mà hỏng nhanh quá Thôi Anh ơi Anh ơi <laughs> What the fuck Thử lại nào Rồi Rồi Ơ Mắc luôn đây Game đều thế Game nó lại kiểu đấy à Như thế thì sao Ok Chui vào chui vào Ơ oh, 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 shit Shit No Dừng cái này em một tí Cái này dịch ra một tí đây Ok Mình nghĩ là này sẽ được Rồi Rồi Đỡ Ha huh. Vậy nên chúng ta bỏ này đi sao Yeah để như thế Biết đâu lại thành công hơn Mình nghĩ là như thế lại sẽ thành công hơn Ok Wow, cái gì khỏe vậy? Rồi Bán kêu không Nhìn này Nở hết Mắc luôn hmm. Bỏ này đi Chúng ta không, không nên để súng ở đây Mình sẽ để súng ở đường này này Để súng ở đấy thì sẽ hợp lý hơn Mình nghĩ như thế Thực lại nào Rồi tiếp tục rồi <laughs> nhìn nó kìa ghê không wow <laughs> tiếp tục vẫn tiếp tục hay quá nhỉ sắp vượt sắp vượt kỷ lục các bạn ạ sắp vượt kỷ lục rồi không biết có vượt nổi không các bạn nghĩ vượt được không các bạn đoán, đi Yes, Master Master là con gì Ui, có tiếng kêu luôn Ui Có tiếng kêu mà Ok, vượt kỷ lục Monster Hả What Oh, dễ thương đấy Ui nó cắn wow hô oh, ho oh, hồ mấy con <laughs> master nó không chết à wow tôi nhanh lên nào <laughs> the fuck oh, oh, oh. <laughs> master kế thương quá mà nó không chết luôn ý ồ oh, nó chết rồi có một con chết rồi có những con chết rồi nhưng mà kìa, chỉ như nó, ủi nó cắn ghê vậy ấy. Nhìn kìa, 3700 rồi Không biết vượt được kỷ lục không nữa Các bạn nghĩ vượt được kỷ lục không, mình nghĩ là được đấy Yes lên, lên lên cái lửa, lên cái lửa, lên cái lửa U, uh, súng lửa U uh, Súng vua lửa mà Oh Oh Xem nào Súng vua lửa, súng vua lửa Yeah Mấy con quái vật ghê phết mình mà mình có nâng cấp có điểm nâng cấp không có à khi nào thì mình biết là mình có điểm nâng cấp mình không biết nữa có nhiệm vụ ở đây năm à... 5 crossbow shot tức là năm cái bắn của gai khi mà cái con người nộm mày đang ở trên trời làm sao nó trên trời được nhỉ à trên 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 cái gai yeah. mà, mà chẳng có tiền đấy chứ bán luôn này đi lửa súng lửa đâu nhỉ mình phải thử súng lửa mới được hai số mười đắt thế ồ nhưng mà tầm bắn nó xa phết nha yeah. hãy thay súng súng này bằng súng lửa đi xem nó hơn gì không đó đó như vậy và chúng nó còn sáu mươi chín nữa chả được cái gì cả ok ho oh, 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 oh. Rồi Oh shit Shit no, no 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 Kẹp chân kẹp chân kẹp chân Thôi rồi Ôi Ngu người Đây Đi xuống này một tí Hả huh. Ok như thế và để dính cái này ở đây một tí Và đằng này chắc là mình phải cho thêm súng phút lửa Phải làm nào để cho cái thằng này nó Hoặc là minigun hoặc bất cứ cái gì có thể ở đằng này mình đang nghĩ xem nào nên cho mini gun hay shotgun hay mini gun shotgun còn ít tiền nữa hay trong cái crossbow ở đây nữa thử nào rồi 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 cháy và bị bắn tiếp tục ui dồi ôi ơ nhưng mà cái súng đuổi nó sút phu con quái vật của mình à Giác cơi on fire <laughs> Oh shit, hết đấy rồi Không biết được kỷ được lục không bạn ơi Cây súng vừa được khỏe phết Nhưng mà mấy cái này sắp hỏng rồi Vừa được không? Vượt được không? Vừa được không? Mình nghĩ là vượt được Yes! Ice gun! u uh, súng băng, súng băng Súng lửa súng băng nữa Ok Súng lửa rồi còn súng băng nữa <laughs> oh hết tiền rồi. ủ. Uh. Wow. Gây vậy. Ô oh, nhưng mà súng mang hết hết đấy nhanh thế. hết đa hết tác dụng nhanh thế chúng sẽ biến hình giọt nước súng nước à what <laughs> ok cái clip này kiểu thường thì mọi thứ diễn ra khá là nhanh mình không cần phải cắt nhiều ok rồi lại phá được kỷ lục tiếp đây mình nghi nhiều khả năng thế lắm yes đến giọt nước không đến đến nước giọt nước các bạn đến giọt nước không yes acid acid oh. what Ok, ok, ok Acid u acid à 150 oh, Uầy oh. Cháy luôn mà oh what chất vậy? Oh, 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 oh. <laughs> hình như lại là... không biết có vượt nổi kỷ lục tiếp không thế này chúng ta liên tục vượt kỷ lục nhở? thế này khủng vãi không ngờ luôn hệ thống quá chất <laughs> ok oh vượt được kỷ lục rồi nhưng mà chúng ta không được thêm cái gì cả tại vì là chúng ta chưa đạt được cái mức đấy có axit có ice gun mình có nên bỏ ice gun này là phải lấy thêm axit không bỏ cái cùng của đi đi mình không cần cái cùng ở đâu và mình nghĩ là lấy thêm uh... mình nghĩ là lấy thêm ice gun ở đây và ở đây nữa mình không biết nữa đây hay ở đây ở đây thì phải và còn 114 nữa thì mình sẽ cho hồi cùng đây đi à không 150 trăm năm cho nó được cái gì cảm ô oh, cho nên thêm... 125 à? Fuck. 114 thì cho được cái gì? Acid 150, mấy cái này đều đắt cả. Ben. Ok, như thế đi. Ok. Rồi. Full băng. Nhưng mà hỏng nhanh quá, cái súng băng hỏng nhanh quá. Ok. Tạo ra rất là nhiều ram đây. 3000 đến nơi rồi các bạn ơi. Ui, Nhìn kìa Buồn 4.000 rồi Uuuu nổ Yes Vẫn tiếp tục Khói vật Khói vật con cắn nó đi Phá được kỷ lục rồi Phá được kỷ lục rồi Phá đi phá đi phá đi Yes vẫn rất khỏe Rồi lên được xét không lên được xét kia không Mình không biết Lấy được không Oh Yes Tesla ổ oh, điện à điện chứ không phải xét à ok 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 được rồi cộng 136 trăm uh. ba ok được rồi để, để để mình tính tiếp nhá vâng mình gọi lại đội hình dương fg và rừng quái vật <laughs> để xem nào ok u uh. nhìn kìa nhìn cái Tesla nào ra man tàn bạo Oh boy Oh Oh man Ok, nó không hiệu quả như mình tưởng Rồi, rồi, rồi Do đó là do mấy cái thứ này mình làm nhầm một tí Chúng ta phải đổi lại mấy cái thứ ở dưới Nó bật lung tung chứ nó không thể bật vào cùng một chỗ được Mình thấy nó bật không bên này quá nhiều Bây giờ chúng ta sẽ ở để Cái này là jump right, đúng không? Đó, cái này mình bật sang bên phải Xong lại một cái bật sang bên trái Một cái bật sang bên phải Ý là mình là như thế Ok, thế chúng ta phải để như này này Sau đó chúng ta lại để như này này nó lại như thế này này, đây là left hay right mình không nhớ nữa đâu đầu tiên là left nhá cái bên bên trái này một cái ở đây này, Không lại một cái ở đây này, ok, ơ, à. bấm nhầm rồi, left này, một cái ở đây này, một cái ở đây này, rồi cái ở đây này, ok bây giờ bây giờ là cái right bên phải, đó, ơ à. Hết rồi À hết rồi à Ok xem nào Ồ oh. Ồ oh. Ghê vãi Wow Ô <laughs> oh, nó làm đóng băng cả mấy con đấy của mình à Không ổn rồi Làm cả mấy con của mấy con quái vật mini của mình Không ổn rồi các bạn ạ. Nó là vòng của vâng, con quái vật mini của mình, Để mình làm lại nhá. Rồi rồi. Đây là đội hình giá treo cổ của ZFK. <laughs> để xem như thế nào nào. Ok, tua nhanh nào. Rồi. oh fuck you. Oh, okay bye. Shit. oh what? nữa <laughs> oh shit nhưng mà không được như mình tưởng oh boy không được như mình tưởng các bạn ạ ha nó cũng không được như mình tưởng tức là nó cũng kinh thật đấy nhưng mà nó không được như mình tưởng nếu được gì xảy ra nếu mà mình đặt mình tất cả dưới này nhỉ mình đặt mình tất cả dưới này mọi chỗ trống có thể chúng ta thay đổi chỗ một chỗ một thứ ok mình này mình đã nâng cấp 2 sao liền Mình 2 sao đó các bạn ạ Nên nếu mà mình nâng cấp tất cả chỗ này thì sao Và tất cả chỗ này Kín thằng nhau mình luôn Ok Sắp được rồi rồi sau khi kín vào nhà bằng thì chúng ta sẽ thêm vài thứ nữa với thứ mà cái ghê vào ví dụ như cái này chẳng hạn đây cái này chẳng hạn ui nice ui rồi ôi cái này mới ghê chứ ngoài đắt thế nhỉ 900 cái Ok Ui rồi, ui rồi, Super Brutal oh. à, huh, Kể cả là như vậy nó cũng không nổ to lắm hmm. oh. oh, shit, no oh, là ho oh. À, ah, nhưng mà không được như mình dự, uh, như mình mong muốn Thế cả mình nó nổ nó cũng hết đấy kinh thế đấy. ui super ui giời. wow nấu no. ba cũng khá là nhanh và khá là ghê đấy mỗi lần chạm mình nổ ghê phết đấy các bạn ạ nhưng mình phải làm thế nào cho cái mìn nó con này cứ nhảy nó đo đo choi cho, cho mình cười vậy rồi mình phải làm thế nào đấy mình bớt cái số mìn ở này đi Đây, và mình sẽ thêm cái mini gun nếu có thể vậy mini gun đâu nhở mini gun đâu nhở đó ừ uhm, chỉ được một cái rồi rồi ok đấy ý mình là mình không muốn cho nó lại góc đấy Nó sẽ bớt bớt bọn mình ở giữa đi thì chúng ta mua thêm minigun ok rồi super nó phải đẩy ra ôi nếu một chút nữa là được rồi he một chút nữa là được rồi các bạn ạ thế nào minigun chắc không đặt được minigun dưới này nhỉ Huh. Chúng ta mà đặt được mini gần dưới thì có phải hợp lý hơn Nhưng ta không đặt được ở dưới Đặt Ở dưới thì chúng ta sẽ đặt cho hình nộn bay cả lên Mình đã nghĩ sẽ làm nào đây Oh shit Mini gun Ok Rồi super Hay Oh. Oh. Không được, có lẽ chúng ta phải quay về đội hình cũ thôi, đội hình này mấy đội hình này vớ vẩn quá các bạn ạ. Ok, chúng ta đã làm thêm được một số thứ, mình không biết là thế này có hiệu quả không nữa. Có lẽ chúng ta cũng nên thử đặt một cái này ở đây nữa cho nó chất. Ok. Thế nào? Wow, cái minigun bắn ghê quá. Rồi, tiếp tục ăn xả hay oh shit oh tôi đã tạo được một nghìn mini gun damage rồi như vậy là xong rồi tại sao mình muốn tạo thế tại vì có một cái nhiệm vụ như này đây mình phải nâng cấp cái mini lên đã đó khi mình nâng cấp cái mini lên này các bạn ạ thì chúng ta sẽ đặt được cái mini gun này sang sàn đó các bạn thấy không và các bạn nhìn đến kia nó có cái ủa make dummy uh, fly for 15 second này làm using minigun tức là làm cho con, con dummy này bay trên uh, không 15 giây sử dụng minigun và nếu như mình dùng minigun mình đặt như mình uh, có thể đặt đến sàn rồi đúng không nếu mình đặt lung tung tất cả trên sàn như này đúng không thì con dummy sẽ bay được đấy tại sao đây nó không ghi là 15 giây tại vì bám vào tường à shit tiếp tục như này đi để nó không bám vào tường nữa như thế ok rồi hay vẫn đang tiếp tục sắp đủ 15 giây các bạn ơi yes yes để xem thêm nó được quá lâu nữa thế rồi nó sắp dụng rồi vẫn <laughs> tiếp tục cho khi mà nó chuẩn bị dụng Ok dụng rồi Rồi Ok Để xem mình có thể làm gì nào à, uh, Ice Gun Đặt đây một cái Yeah Và hãy uh, cho Acid Mình không biết nữa Ok rồi Nó bay được sang bên kia tốt Ý của mình là tất cả những cái này ở đây có vẻ như là không hiệu quả gì cả Tại vì là nó đã đi nếu đi cần đi lại gần đây thôi, ấy, đã bị có cái khác chặn lại rồi. Đó nên là mình cảm thấy nó mấy cái xung quanh này không hiệu quả. Thay vì đấy mình sẽ cho một cái ice scan nữa đi. Ice scan ở đây. Và chúng ta nên để cái block B B block B5 ở đây. Đúng không? Và sau đó chúng ta sẽ cho cái con gì đó không 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 cho con gì cả. Chúng ta sẽ cho cái uh, 690 à? acid à? Hay là Ờ, uh, fire gun nhỉ Súng bắn lửa nhỉ <cười> <cười> Ui rồi ôi Wow Ui đen xì lỗ, ui các bạn nhìn kìa Ui nhìn mặt ghê vãi Não toét ra kìa Ui Ác vãi ạ Ôi khổ vãi Không thể tin nổi Shit ô boy ô boy ô boy ô boy ô boy Oh ho 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 Mình làm nó cụt đầu luôn Oh làm tiếp mình thấy nó cụt đầu Mình không biết nó cụt đầu được Oh ok thì có lẽ mình dừng từ đây hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau hôm nay như thế là đủ rồi à, nếu các bạn đừng quên để lại một like ở phía dưới và hôm, chúng ta sẽ cùng bước vào phần quay thưởng xem ai là người chiến thắng nào như vậy là chúng ta đặt cái trang youtube random picker comment picker để xem ai là người chiến thắng cái key nhá ok đang download comment rồi rất nhiều bao nhiêu comment đây mình không biết nữa rồi chúng ta 273 rồi Uh, 273 là 200 không phải 273 comment 273 người khác nhau ấy. Rồi, randomly pick winner. Lan Phương để xem nào. Ok, xem bạn Lan Phương đăng ký hết kênh của mình không nha. Rồi, kênh đăng ký ở đây. Đâu, bạn không đăng ký kênh mình. oh, tuyệt vời. Vậy là bạn đã mất cơ hội. Nhiều bạn mất cơ hội quá nhỉ. Lại tiếp tục nào. Đức Hà Lê, rồi anh làm tiếp đi hay mà nếu làm chúc anh may mắn Rồi chúc em may mắn Nếu em đăng ký anh thì có thể Rồi có thấy dương FG mà. một đấy rồi Có dương FG đầu tiên rồi Không dương FG 2 như vậy là bạn đã tuấn mất cơ hội rồi Tí nữa các bạn được Ok Tiếp tục HP Gaming Thế nào HP Gaming Ờ à, đăng ký Đăng ký đây rồi Có dương FG 2 rồi Như vậy là rất khả năng Có nhiều khả năng có dương FG Ok Có dương FG 2 sẽ có nhiều khả năng có dương FG đâu rồi, rồi có dễ cò? Vâng vậy vậy là chúc mừng bạn HP Gaming, bạn đã trúng à, thưởng cái khi game bản quyền của game Happy Room. À, bạn vui lòng comment phía dưới, mình không có chỗ nào để nhắn tin cho bạn cả, nên bạn vui lòng comment phía dưới video này à, để còn à, nhận giải thưởng nhé. Ok, thì à, chúc bạn à, chúc mừng bạn thành công. À, à, cái gì nhỉ Comment nhớ comment link Facebook của bạn nhé, của bạn để mình còn à, liên lạc các bạn và mình trao thưởng. Ok, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. À, bây giờ các bạn comment phía dưới được bất cứ cái gì, bất cứ cái gì cũng được để mình tiếp tục trao thưởng những lần sau nhé. Ok, bye bye.